Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Phong nha anh chị, để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình mẫu xe mà phân khúc 150 nè. Đó, thể thao nha anh chị. Hôm nay thì có đủ mẫu luôn nè. Và hôm nay hình như là mới về của em G15 V4 anh chị ơi. Hôm nay mình sẽ đồng hành với Trọng sẽ cập nhật chi tiết cho anh chị các bạn mình. Chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Mỹ sẽ cập nhật một cái mẫu Sport 150 hiện có trong cửa hàng nha anh chị. Mẫu Sport 150 thì rất là nhiều cho anh chị nào chơi trải nghiệm mô tô nhé, giá nó cũng rất là hợp lý thôi. Anh chị quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đó, có đầu tiên là con G15 V4 này cũng mới về, xe màu đen, biển số 79 của Khánh Hòa nha anh chị. Xe đăng ký lần đầu năm 2023. Đó, xe đi được 15.000 km rồi, xe được zin toàn tập, chưa có độ chế gì. Đối sang này. Hai chìa là đầy đủ hết. Chìa khóa còn hai chìa luôn anh em. 15.000 km em sẽ để cho anh chị mức giá là 55 triệu bao rút hồ sơ nhé. Còn chiếc này anh đấy, chị mua trả góp thì trả trước cho em tầm 15 triệu thôi là anh chị có thể góp được. Đó. Đấy, và cũng như thường lệ là cửa hàng ở địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Đó, có hỗ trợ trả góp luôn. Đó, giá xe thì dưới 30 triệu là anh chị các bạn mình không cần trả trước nha anh chị. Đúng rồi. Đây là G15 nè. Xe bên cạnh con này cũng rất là keng, nó bị CNG nó rất hay bị rớt nha anh chị. Đó, gắn lại là được. Đó, rất là hay bị rớt. Con này đi rất là ít đây. Xe biển số 86 của Bình Thuận, xe đăng ký lần đầu năm 2022. Nó tháo mất cái bình rồi. Con này đi được có mấy nghìn cây thôi. 3.000 km anh chị. Đó, vỏ lốp theo xe rất là dày. Con này thì hôm nay em đang bán cho anh chị mức giá là 45 triệu nhá. 45 triệu bao rút hồ sơ gốc. Đó. Còn rồi, bên trong này đang bóng, giá rẻ nhất nha, con màu đen bóng tem đỏ, xe đăng ký lần đầu năm 2019, biển số của 68 Kiên Giang. Đó, xe thì nó đi hơi nhiều, đi 50.000 km rồi cho nên để cho anh chị giá mềm thôi, 33 củ nha, 33 triệu chiếc này. Đó, chiếc này rẻ nhất cửa hàng, dòng G15 V3 đây. Còn đây, anh em xuống dưới này có một con này xe rất là đẹp này, bản là Monster, nó đi được có 700 km thôi, 700 cây nha anh chị. Xe thì zin toàn tập luôn, hai chìa còn đầy đủ hết. Xe thì biển số ở thành phố Thủ Đức, em đem đi rút hồ sơ rồi. Anh chị sang tên về đâu cũng 1% thuế, rất là nhẹ thuế. Chiếc này đi 700 cây thì em sẽ để cho anh chị mức giá là 47 triệu nhé. Đó, xe có 700 cây rồi anh chị. Xe quá mệt, quá đẹp. Rồi, ở đây mình có mẫu dịch sang bên này Busan 200 hả? Đúng rồi, Busan 200 hiện tại nó có một cặp luôn. Con màu vàng ở ngoài là gốc của nó ở 82 con tum. Em gửi đi rút hồ sơ rồi. Con này thì bao hồ sơ cho anh chị nhá, 2018. Nó đi được 24.000 km. Đó, để cho anh chị mức giá là 32 triệu bao hồ sơ gốc. Con này thì bao hồ sơ cho anh chị nhé. Con này còn nguyên bản đuôi zin luôn này. Đuôi zin này, bô zin, ABS hai kênh trước sau đầy đủ. Giá cực kỳ mềm, chỉ có 32 triệu bao hồ sơ. Còn con bên trong là con biển số 63 của Tiền Giang, màu xám đen bạc. 63 Tiền Giang, xe đăng ký lần đầu năm 2017. Đó, con này để cho anh chị giá rất là mềm thôi. 28 triệu bao hợp lệ nhé. Xe đây thêm cái bù rất là chất, ABS hai kênh trước sau luôn. Đó. Rồi, chiếc này anh em mình để biển gì mình đi nha. Vậy đi thôi. Biển 63 nha anh chị. Giá rất là mềm. Chỉ có 28 triệu bao hợp lệ cho anh chị nhé. Còn anh chị muốn sang tên thì mua con vàng ở ngoài 32 triệu. Đó. Trả góp thì chắc chiếc này trả tầm 2-3 triệu ha. 32 thì đúng rồi, trả trước tầm 2-3 triệu. Còn có bên trong này thì không cần trả trước nhé anh chị, vẫn góp được. Đó. Xuống bên dưới này em có tiếp tục là mẫu Yamaha R15 V3. Con màu trong này thì mới, con bên trong này mới về hôm qua này. Con này thì lên khá nhiều đồ, ví dụ như là thắng hai đĩa trước nhé, nhưng mà nó có một bên thắng thôi. Đó, chống đổ, đèn trợ sáng, tay côn tay thắng, ốp đầu R6. Nói chung là con này đồ chơi cơ bản khá là nhiều nhé anh chị. Xe đi được 13.000 km rồi, 13.000 cây. Em sẽ để cho anh chị mức giá của nó là 39 triệu bao rút hồ sơ. Xe thì em đang rút hồ sơ luôn cho anh chị. Đó, bên cạnh là con biển số 67 của An Giang. Con này thì đi được có 6.000 km thôi. Xe màu đen, tem đỏ rất là đẹp nhé. Xe 2020, 6.000 cây. Lên là cùng ga tăng tốc. Để cho anh chị mức giá con này là 40 triệu bao rút hồ sơ gốc. 40 đấy, triệu cho anh chị mình.
Anh em nào có coi được video này fan G15 thì cho like mạnh nha anh em nha. Cho em một like cũng như là mình nhớ chia sẻ video giúp em nha anh chị các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới của em nha. Ngoài G15 thì còn SUG, NIP bản R và CBR là còn nhiều lắm nha anh chị. Đó, em sẽ đi tiếp tục G15 ha. Anh chị nào muốn xem CBR và GDX thì đợi em một xíu ha. Đấy, tiếp tục vào G15V3. Con này nó đang dán tem chùm cá mập. Đó, tem chùm cá mập xe rất đẹp nha. Xe đăng ký lần đầu năm 2021. Đời cao ha, màu xanh xám. Xe đi được 8.000 km rồi. Đó, xe đẹp. Đó. Chiếc này em để cho anh chị mức giá là 43 triệu nhé. Bao rút hồ sơ gốc. Con này thì biển số của nó ở 94 của Bạc Liêu. Đó, bao rút hồ sơ, màu tem rất là đẹp, đời cao. Đó. Còn bên trong này thì em là con bên trong này biển 67 của An Giang. Xe đăng ký lần đầu năm 2020. Đó, để cho anh chị mức giá là 38 triệu chiếc này nhé. 38 triệu thôi. Xe đi được 10.000 km. Đi rất ít mà giá rất là mềm rồi chuyến này ạ. G15 giảm rất là sâu. Đấy, G15 thì anh em mình dòm trên video cũng thấy ha, rất là nhiều luôn anh em ơi. Anh em mình đến cửa hàng tha hồ lựa. Rất nhiều mẫu cho anh chị lựa nhé. Đấy, tiếp đến con này nó là biển số 83 của Sóc Trăng. Xe đăng ký lần đầu năm 2020. Đó, màu đen bóng tem đỏ ha. 3.000 cây, đi được có 3.000 km anh chị. Hôm nay em giảm xuống cho anh chị là còn 42 triệu ha. 3.000 km, 42 triệu cho anh chị mình. Đó, còn ra bên ngoài, con này thì đi được 48.000 cây rồi. Đó, màu này là màu sơn. Tem màu sơn màu đen với màu xanh, sơn luôn nhá. Cặp mâm là cũng sơn lại màu xanh. Xe biển số 74 Quảng Trị 2019, để cho anh chị mức giá là 33 triệu thôi. Nó xe nó đi nhiều cho nên nó rẻ nhưng không bị sao nha anh chị. Máy móc là vẫn bao zin, bảo hành đầy đủ 6 tháng. Đó. Sạch đẹp. Ok, bao tiếp tục nè anh chị ơi. Xuống dưới tiếp tục là màu đen, đen tem bạc ha. Tem bạc, tem đời cao ha, 2021. Con này biển số 68 Kiên Giang luôn. Nó hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn có 40 triệu nhá. Xe đi được 15.000 km rồi. Đó, tem bạc nha anh chị, xe rất là đẹp nhá, liền xe. Đấy, trong quá trình quay mà anh chị mình xem chi tiết xe đó chưa có rõ, mình liên hệ qua số trên màn hình anh chị để coi xe chi tiết lần lần nữa cho nó kỹ ha. Rõ thì mình có thể ưng thì có thể cọc xe nha anh chị. Cửa hàng có ship xe cho anh chị mình về tới nơi luôn. Đúng rồi, bên em thì có hỗ trợ ship toàn quốc luôn. Anh chị cọc rồi sẽ ship. Đấy, sang bên cạnh con này là cũng là đăng ký lần đầu năm 2020, biển số 83 của Sóc Trăng. Đó. Này, xe thì zin sạch đẹp, để cho anh chị mức giá là 39 triệu nhé. 2020, xe đẹp lắm. 39 thôi. Rồi ok, này. Tiếp tục nha anh chị ơi. G15 này. Quá trời quá đất luôn. Đó, xuống dưới con màu xanh bạc này. Xe đời cao, biển 86 Bình Thuận này. Xe đi 4.000 km. Chuẩn nó đôi cho anh chị 4.000 cây. Đó. Đi đường nó thôi. Vẫn nổ lắm nhé. Xe thì di toàn tập màu xanh bạc rất là đẹp. Con này hôm nay đang giảm xuống cho anh chị là còn 45 triệu. Xe đi có 4.000 cây thôi. Xe rất là đi rất là ít nha anh chị. Quá đẹp. Rồi. Đấy, tiếp đến là màu xám vàng. Con xám vàng này biển số 84 của Trà Vinh. Xe 2019 nha anh chị. Con này đi được có 10.000 km à. Xe đi rất ít, 10.000 cây. Màu vàng, xám vàng. Và đời nó 29 cho nên để cho anh chị 38 triệu nhá. Đấy, giờ 15 bên trong này em còn một con màu Repsol, màu sơn nhá. Con này sơn luôn nha anh chị. Sơn hãng ra luôn. Đó, con này đăng ký lần đầu năm 2021, biển số 69 Cà Mau, đi được 16.000 cây. Đó, để cho anh chị mức giá con này hiện tại là bao nhiêu ta? 38 triệu thôi, 38 triệu nha, xe 2021 đời cao. À, được sơn cái màu sơn 3D từ trong hãng nha anh chị. Repsol giống màu của Honda nha anh chị. Đấy, xuống dưới này thì em có cái mẫu sáng nay mình quay luôn. Có một con CBR. Con này thì nó mới về hôm qua này, biển 67 An Giang này. Trong qua anh chị xem xe mới về có con này, xe 2019 nha. Đi được có 11.000 cây thôi. Để cho anh chị mức giá là 37 triệu. Bao hồ sơ nhá. Xe thì êm ru. Đang bọc keo nguyên con luôn. Keo trong nhá. Bọc keo trong kín mít nguyên con. 37 triệu bao hồ sơ cho anh chị nhá. Đó, CBR 150R. Xuống dưới này thì em còn một con G15V3 màu trắng này. Rất nhiều anh chị hỏi này. Biển số 81 của Gia Lai. Cái xe đời cao 2021 nhá. Con này thì đi 6.500 cây rồi. Để cho anh chị mức giá là 41 triệu. Xe zin toàn tập luôn. Đấy, sạch đẹp, cái màu nhé. Trắng này là cũng sơn từ trong hãng nha anh chị. Sơn là hãng ra luôn, đúng màu cà vẹt luôn, trắng đen. Đó, tiếp đến là em có mẫu Yamaha G15V2, hiện tại đang có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên này là chiếc biển, con này thì hồ sơ có sẵn rồi, bao hồ sơ cho anh chị nhé. Đó,
2 hồ sơ cầm tay, anh chị sẵn về ra tên 16 triệu cho anh chị nhá. Giờ 15 triệu à. Xe quá mềm. Tiếp đến xuống dưới này, anh chị nào muốn xe cọp cọp hơn tí thì lấy con này. Cũng là giờ 15V2 nha anh chị. Con này thì đăng ký lần đầu năm 2017, đời cuối cùng. Đó, mâm vàng đồng, tem vàng đồng luôn. Hồ sơ cũng có sẵn luôn, anh chị sẵn về ra tên. Chỉ có 26 triệu chiếc này thôi. Đó. Chiếc này thì nếu anh này mình mua trả góp thì không cần trả trước luôn anh em. Không cần trả trước, xe dưới 30 triệu là anh chị không cần trả trước cũng có thể góp được. Dòng này thì anh em mình đi phải nói đường xa khỏi bàn à anh chị. Máy móc rất là chất lượng và ổn định nha anh chị ha. Xe nhập ở Indo nha anh chị. Có két nước cho nên anh chị đi phượt rất là sướng. Xe bên cạnh có con này, là con này nó sơn lại rồi. Biển số 62 Long An, con này em bán bao hợp lệ cho anh chị thôi. 2013, bao hợp lệ cho anh chị 16 triệu. Rất là mềm. Khá là mềm anh em. Máy móc em du. Có 16 triệu bảo lệ thôi. Và 16 triệu anh em mình để biển gì mình đi luôn. Đúng. Biển này đẹp không? Biển Long An. À. 58267. Ồ. 5678 anh chị ơi. Ghép vô là 5678 á. Ok. Rồi, tiếp theo nha anh chị. Đây, mình sẽ xem lô bên đây trước lô luôn. CBR đi. CBR 150R ha. CBR 150R mẫu cũ thì hiện tại em còn khá là nhiều, còn khoảng 8 chiếc nữa cho anh chị nhé. Chiếc đầu tiên này là chiếc biển số 64 của Vĩnh Long. Con này đăng ký lần đầu năm 2019 nha anh chị, đi 40.000 cây rồi. Để cho anh chị mức giá là 35 triệu bao hồ sơ gốc nhé. Đó, chiếc này thì em bao hồ sơ cho anh chị, bảo hành máy móc 6 tháng đầy đủ. Sang bên cạnh con này là biển 62 của Long An này. Con này đi 13.000 cây, xe trang bị thêm được cây bộ độ phía sau thôi, còn lại nguyên zin hết. Đó, cũng rất là hay nhé. Cũng để cho anh chị 35 luôn, đồng giá luôn, 35 bao hồ sơ. Đó. Tiếp đến là biển 67 An Giang. Con này thì cũng để cho anh chị 35 triệu, xe đi 15.000 cây, bảo rút hồ sơ gốc, bảo hành máy móc 6 tháng. Cái bản gạch son là nguyên bản của nó luôn hay nguyên gì? Nguyên bản luôn anh, bản trường đua đấy, bản đắt nhất đấy. Rồi, tiếp tục. Tiếp đến là con này là bản cũng là đẹp son luôn. Nó ốp thêm cái đầu của 250 nha anh chị, nhìn nó bự hơn hẳn á. Bự hơn hẳn luôn. Đó, đi được 15.000 km, cũng để cho anh chị mức giá là 35 luôn, đồng giá luôn. Bao hợp lệ, bao hồ sơ cho anh chị nhé. Đấy, sau đây em có 3 chiếc này thì bao hợp lệ này, giá nó rất là mềm. Con đầu tiên này là con biển số Sài Gòn, đi được 25.000 cây rồi. 25.000 cây của Sài Gòn, con này thì 2019, để cho anh chị mức giá của nó là 31 triệu bao hợp lệ nhé. Con này 31 triệu bao hợp lệ này. Đấy, sang bên này, con này biển 67 An Giang, bản ABS luôn, bán cho anh chị có 32 triệu thôi. Máy móc là nguyên zin nhé, bảo hành máy đầy đủ 6 tháng, biển số ca vẹt cứ thế là anh em mình chạy, không sao. 32 okay. triệu bao hợp lệ. Ok, rồi có màu trắng. Tiếp đến có màu trắng, cũng biển Sài Gòn luôn. Con này cũng màu sơn lại này. Biển Sài Gòn, để cho anh chị mức giá là 32 triệu bao hợp lệ luôn. Xe đi 12.000 cây. Sạch đẹp. Rồi, bán ABS luôn nha anh em. ABS luôn. Máy còn rất là sạch luôn á. Máy còn mới lắm nha anh em. Rồi, len keng. Rồi, ok nha. Xong ra bên ngoài, tiếp theo là em có cái mẫu CBR 150R mẫu mới nha anh chị. Mẫu mới hiện tại đang còn hụng 8 chiếc. Đó, chiếc đầu tiên này là chiếc biển số 68 của Kiên Giang, xe đăng ký lần đầu năm 2022 nhá. Để cho anh chị hôm nay còn 46 triệu, xe đi 6.000 km. Nó đời mới thì được trang bị fork upside down, thắng ABS hai kênh trước sau. Đó, cái body nó cũng bự hơn phong cũ nha anh chị. Thể thao hơn anh em, rất là đẹp. Thể thao hơn, đẹp hơn. Đó, tiếp đến là biển số 94 của Bạc Liêu. Con này thì nó đang dán tem trùm 2022. Đi có 3.000 km thôi, đang dán full tem trùm luôn. Con này để cho anh chị ở cái mức giá của nó là còn 47 triệu thôi. 47 bao hồ sơ nhé. Xe này sạch đẹp, liền lạc luôn. Tiếp đến con này nó là biển số 66 Đồng Tháp. Xe đăng ký lần đầu năm 2022, đi 5.000 km. 5.000 cây nhé. Máy móc là thì thầm. 5.000 km thì em sẽ để cho anh chị ở mức giá của nó còn 49 triệu nhé. Đây, bản HRC nha anh chị bạn. Bản mắc nhất của mẫu xe mới nha. Đúng rồi, đa số là bản HRC hết nha anh chị. Con này cũng là bản HRC luôn, biển số 61 của Bình Dương. Con này đăng ký lần đầu năm 2022, đi được 8.000 cây. Đó. 8.000 cây, hết xăng. Để cho anh chị mức giá là 47 triệu thôi, xe đi 8.000 cây nhé. Bản HRC. Tiếp đến là có màu đen nhám nhé. Đen nhám thì tạm còn có 3 chiếc thôi. Chiếc đầu tiên này là chiếc biển số 84 của Trà Vinh. Xe đăng ký lần đầu năm 2022, đi được 8.000 cây luôn. Hôm nay em giảm xuống cho anh chị là còn 47 triệu thôi. Màu đen nhám. Máy móc là zin chất liền lạc, không có công đợt, nói chung không có chảy nhiều nha con này, xe đẹp. Xe bên cạnh con này là biển số 83 của Sóc Trăng, xe đi 27.000 cây rồi. Đó, nó không bị sao, nó bị
nó đi nhiều cho nên bán rẻ cho anh chị 43 triệu thôi, 27.000 km, máy móc thì em bảo hành đầy đủ, bao rút hồ sơ cho anh chị luôn nhé, 43 triệu. Đấy, form này thì anh em mình trông giống y như là 250 anh em. Rất là đẹp, ngầu ha. Đấy, tiếp đến con này, nó là biển số con này hồ sơ có sẵn rồi, gốc của nó ở 65 của thành phố Cần Thơ. Thì anh chị sang tên về đâu cũng 1% thuế nha, rất là nhẹ thuế. Xe đăng ký lần đầu năm 2023 nha anh chị, đi được 1.400 cây, để cho anh chị là 52 triệu ha. 52 triệu chiếc này nha anh chị, hồ sơ có sẵn trong văn bản, anh chị sẵn về ra tên luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là Su GX bản R nha anh em. GX bản R, GX bản R hiện tại em còn khá là nhiều nhá. Con đầu tiên này là con biển số 47 của Đắk Lắk, 47AB ha. Mới đăng ký đây, xe đăng ký lần đầu năm 2020. Đó, con này để cho anh chị mức giá là 32 triệu, xe đi có 4.000 cây thôi nha anh chị. Xe đi cực kỳ ít, 4.000 km. Sang bên cạnh, con này là đăng ký lần đầu năm 2020 này, biển số 84 của Trà Vinh. Đó, xe đi được 20.000 cây rồi. 20.000 cây, để cho anh chị mức giá là 30 triệu thôi. 30 triệu như này anh chị trả góp, trả trước cho em 1 đến 2 triệu là góp được nha anh chị. Đó, rất là mềm. Đấy, còn những chiếc còn mềm hơn nữa nha anh em. Rất là mềm. Đấy, anh chị định tiếp tục xem video. Tiếp đến là con màu vàng này, con này thì hồ sơ có sẵn luôn. Sẽ đăng ký lần đầu năm 2020 nhá. Đời cao luôn. 2020 mà đi được có 17.000 cây à. Để cho anh chị mức giá là 28 triệu thôi. Đó, giá siêu mềm, 28 triệu nhá. Góp không cần trả trước luôn này. Góp không cần trả trước này, 28 này. Con bên này biển số 93 Bình Phước, màu đen tem đỏ. Con này đi được có 8.000 km thôi. 8.000 km nha anh chị nghe không nhầm. 8.000 cây. Em sẽ để cho anh chị mức giá của nó là 30 triệu luôn. 30 triệu bao hồ sơ. Đấy, anh em mình nghiêng về phần tốc độ thì nên tìm hiểu em này nha anh em. Su máy nó rất là bốc mạnh nha anh chị. Tốc độ phải nói là bền nhất của phân khúc 150 luôn anh em. Tiếp đến là có con này là biển số 767 của An Giang. Đi từ bộ độ. Biển 67 An Giang. Con này thì đăng ký lần đầu năm 2019. Để cho anh chị mức giá của nó chỉ còn 26 triệu thôi. Con này thì bán bao hợp lệ cho anh chị nhé. Xe nó rẻ quá, bao hợp lệ luôn. Rồi, để biển như đây luôn, biển 67 à? Đúng rồi, 67 An Giang. Sau bên cạnh con này biển số 70 Tây Ninh. Con này là cũng là 2019 luôn. Đó, con này thì để cho anh chị mức giá là 25 triệu bao hợp lệ nhé. Chỉ có 25 triệu thôi, bao hợp lệ luôn. Quan trọng là máy zin là ok anh em. Có giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ đầy đủ anh chị mình lưu thông. Xe nó rẻ quá em không rút hồ sơ nữa, lỗ luôn. Sang bên cạnh con này biển số Sài Gòn. Xe 2019 đi được 10.000 km nha anh chị, biển Sài Gòn đi được 10.000 cây. Em sẽ để cho anh chị mức giá của nó là còn 30 triệu chiếc này nhá. 30 triệu. Con này gốc hồ sơ ha. Rút hồ sơ, bao rút hồ sơ luôn, 30 bao rút hồ sơ. Sang bên cạnh con này là 2019 luôn. Con này thì hồ sơ có sẵn rồi, anh chị sẵn về ra tên thôi. Để cho anh chị mức giá cũng là 30 triệu luôn. Hồ sơ có sẵn nhá. Xe này cao đi ít nha anh em. Đi 10.000 cây. Còn lướt. Tiếp đến là con này lướt này. Màu vàng đen, con này đi có 2.000 cây thôi. Con này rất là lướt rồi, kèo mới luôn anh em. À 1.100 cây, sorry anh chị. 1.000 mấy à. Hết xăng. Đó có 1.100 cây. Màu vàng đen, zin toàn tập. Xe đăng ký lần đầu năm 2020 để cho anh chị mức giá là 38 triệu nhá. Xe đi có 1.000 cây. Đó, rất là keng. Đen tem vàng rất là đẹp nha anh em. Đen vàng đời chốt đấy, đẹp lắm. Xe bên cạnh con này bản sao? ABS. Đó, ABS này. ABS, con là biển số 68 Kiên Giang. Con này đi được 20.000 km rồi. 20.000 cây. Em sẽ để cho anh chị mức giá là 30 mấy. Con này để cho anh chị 32 đi. 32 bản ABS nhé. Cái dòng này anh em mình rất là nhiều anh em mình đi phượt nè, chạy cái dòng này nè, bốc càng đi xa càng bốc sướng lắm anh chị. Tiếp đến là có hai con xe mới, cái này bản R mới 100%, chưa câu bình, chưa đổ xăng nhé. À, mới à? Mới tinh luôn. Để cho anh chị mức giá là 44 triệu trên một xe bao VAT. Và đây mình còn chiếc cái đây chiếc hai chiếc. Đó, hai chiếc xe mới luôn, hải quan là 2020, anh chị yên tâm nhé. Đấy anh em nào cần xe mới thì tìm hiểu nha. Còn màu xanh không à? Còn tiếp bản S này cũng là xe mới luôn. Xe mới 100%. Con này thì em để cho anh chị mức giá là 38 triệu bao VAT. Còn xe cũ bên dưới thì em vẫn đang còn một chiếc luôn, 26 triệu bao rút hồ sơ. Nó cũng y chang nha anh chị. Đúng. Nhưng mà nó khác biệt cái đầu đèn ha. Máy là y chang nhau. Mấy cái tư thế ngồi nhá, nó thoải mái hơn. Bản nick. Đây, bản S, bản G anh chị. Bản S, bản R. Xe bên này em có hai chiếc Demon 200 bản GN. Con đầu tiên này là con biển số 66 Đồng Tháp, xe đăng ký lần đầu năm 2022 nhé. Con này đi được 8.000 cây rồi, để cho anh chị mức giá là 45 triệu thôi. 45 triệu chiếc này anh chị. Demon 200 bản mới nhờ đó anh em. Mới, rất là đẹp. Bản cũ thì 150 đó, nó form nó ngắn hơn cái form này. Form này tới 200, cái này dài anh em thể thao dài hơn. Dài đẹp hơn.
Con này là biển số 47 của Đắk Lắk, cũng là Demon 200. Con này thì em để cho anh chị mức giá chỉ có 40 triệu thôi, bởi vì nó đi tới 20.000 cây rồi. Máy móc của anh chị và bạn em du luôn. Đó, thì thầm nhá, anh chị đã muốn chơi trải nghiệm thằng này rất là đẹp này. Fork upside down này, nó nhìn body nó rất là lực, sắc nét. Ok nha anh em. Ngoài ra thì Moto G15 thì phải nói là còn cực kỳ nhiều nha anh chị các bạn. 70 xe nữa, tất cả. Đấy. Quá trời, rất cao nhất là của G15 lướt luôn là bao nhiêu? Hiện tại là đang là 47 triệu nhá. Còn xe mới em đang bán 55 triệu trên một chiếc bao VAT cho anh chị. Đó. Còn thấp nhất là bao nhiêu? Thấp nhất là 33 triệu anh. Rồi ok, anh em nào fan G15 thì mình trực tiếp đến cửa hàng mình lựa xe, cũng như là để lại bình luận mạnh bên dưới nha anh chị. Và nhớ anh chị các bạn mình nhớ cho một like ha. Và đừng quên chia sẻ video giúp em nha anh chị ha. Đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới của em nha. Em sẽ liên tục cập nhật những mẫu xe mới lạ cho anh em mình xem tham khảo, cũng như là giá xe. Thì chắc lẽ là mình cũng kết thúc Trọng ha. Dạ, chào anh chị và các bạn nha. Rồi, cảm ơn Trọng và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video ha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.